quá là lẹ luôn. Rồi mình đợi cái máy khởi động lên, rồi vô trong luôn anh em ơi, ngon lành nè. Bấm một phát là nó vô trong liền. Rồi để mình kiểm tra coi thử số may số seri nó còn các bạn ha. Vô phần giới thiệu. Rồi ok, ngon lành luôn các bạn ơi. Số seri nè, số may bắt Ben đầy đủ luôn. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình nhận bài bát cho khách cái máy iPhone nó bị khóa chủ sở hữu nè các bạn. Máy này iPhone 6S Plus ha, nhìn khá là đẹp. Như các bạn đã biết á, hiện tại thì mình làm video này thì Apple vẫn còn fix cái lỗi mà dạng như là bài bát số seri gốc nha các bạn. Nên giờ mình bài bát mình phải đổi số seri qua cái tool nào đó các bạn chạy ha. Thường thường những cái chip A9 á là các bạn đổi số seri phải cần cái cáp DCD nè. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn mình không có cần cáp này luôn, không có cần đổi số seri luôn nha. Đéo tin. Thì giờ mình ghim vô máy tính, mình coi thử nó iOS máy có hướng mình làm nha các bạn. Này 6S Plus 64GB nè, iOS 15.8.3, khá là cao. Số seri, số email đầy đủ nha các bạn. Cái này thì mình bypass tạm thôi, để sau này người ta muốn lên full SIM thì mình làm luôn nha các bạn. Thì đầu tiên các bạn phải Jared root full cho mình ha. Jared root full cũng có nhiều cách làm lắm các bạn. Các bạn dùng USB boot nè, hoặc là chạy cái WinRAR 1 lít trên Windows nè, rồi macOS, nói chung là các bạn làm cái cách nào cũng được ha. Hôm nay mình trở lại làm cái cách chạy cái WinRAR trên Windows nè. Cái này thì mình cũng ra video khá là nhiều ha. Hôm nay mình nói sơ sơ lại cho anh em nào mới bắt đầu bypass á, dễ hiểu biết cách làm. Root full thì mình chọn ô root full nè. Đầu tiên mình tạo ổ ảo, các bạn nhớ là máy 16GB là mình không có chạy được nha. Trên tool cảnh báo nè, máy phải 32GB trở lên ha. Rồi các bạn tích vô cái ổ địa ảo nè, mình phải tạo ổ ảo cho nó trước nha. Rồi các bạn bấm net, máy sẽ về chế độ recovery. Các bạn đợi cho máy về chế độ recovery á, driver nhận đầy đủ á, tiếp tục trên tool nó hướng dẫn mình vô chế độ DFU. Thì phím home mềm, những cái máy này các bạn nhấn nguồn mà home, nhịp nhẽ hợp lý, buông nguồn giữ home là tự động nó vô chế độ DFU thôi. Rồi cái tool bắt đầu nó chạy. Khi này thì cái tool nó tự động nó cài driver rồi nó chạy cho mình ha. Các bạn phải đợi nha, cái khúc này thì khá là lâu ha. Các bạn nhớ là root full á, thì đầu tiên mình phải tạo ổ ảo. Ổ ảo thì thường thường nó chiếm gần 10GB dung lượng của bộ nhớ máy mình ha. Cho nên các bạn có những cái máy 16GB á thì làm cái cách này chưa có được nha. Rồi các bạn đợi cho cái tool nó chạy. Nó chạy, nó sẽ boot cái máy mình lên chế độ bong OS nè. Trên tool nó cạnh bên nó báo nè là đang tiến hành tạo ổ ảo. Các bạn phải đợi 10 phút ha. Các bạn nhớ nha, đợi 10 phút nè. Trên cái iPhone á, nó sẽ hiện, nói chung là nó ghi là 10 phút đó các bạn. 10 minute nè, mà nhỏ quá các bạn chịu khó nhìn giúp mình nha. Rồi khi này thì các bạn cứ đợi thôi, đi ăn uống cà phê pháo thoải mái gì đó thì mình làm. Các bạn vô kênh của mình nè, trong cái mục danh sách nè, nó có danh sách Jared á, các bạn mở lên. Trong này có khá là nhiều cái hướng dẫn về Jared bằng USB, Jared trực tiếp trên Windows, rồi cài những cái switch CDA gì khá là hay ha. Rồi khi này nó tạo ảo thì các bạn cứ đợi cho nó chạy. Các bạn nhớ cái bước này là mình phải đợi nha, mình không có làm gì hết. Quá chuẩn luôn. Mình chia sẻ video này thì nói chung là có nhiều anh em là nói chung không có cáp á, không có cáp DCSD á, mà giờ làm có một hai máy á thì đi mua thì nó cũng phí tiền ra ha. Mình chia sẻ với anh em cái cách này không cần đổi số seri luôn, không cần cáp DCSD, bypass những cái máy A9 á, xài phập phà luôn nha các bạn. Rồi khi nó tạo ổ ảo thành công á, cái máy nó khởi động lại. Cái này mới là bước số 1 thôi nha. Giờ bắt đầu mình làm cái bước số 2 nè, là thực sự mình là Jared cho nó. Tiếp tục bước số 2, các bạn chọn lại ô root full. Rồi nhưng mà các bạn để cho mình là mình không có tạo ổ ảo hoặc là không có khôi phục Jared gì hết nha. Các bạn chọn cái ô root full thôi. Đừng có tích vô cái gì hết đó. Bước số 2 nè, bỏ cái dấu tích vô cái chỗ mà tạo ổ ảo luôn. Rồi máy nó nhận đầy đủ á, driver có. Tiếp tục mình bấm net trên tool là nó đưa cái máy mình tiếp tục về cái chế độ recovery. Rồi các bạn vô để bu lại để nó chạy bước số 2. Bước số 2 thì nó chạy khá là nhanh ha. Bước số 2 thì nó Jared lẹ lắm, nó không có tạo ổ ảo nữa là nó Jared cho mình luôn. Rồi các bạn vô lại để bu nè,
chờ cái tool nó chạy. Các bạn nên mở cái device manager bên góc trái lên ha. Khi nào nó lỗi driver hay gì mình fix trực tiếp luôn. Nhiều lúc các bạn không có mở cái device manager lên, nhiều lúc nó lỗi mình không biết nó kẹt driver ở đâu á, thì mình làm lại từ đầu nó mất thời gian lắm nha. Oh my god. Rồi khi này cái tool nó tự động có chạy. Này giao Red Root Full nó trực tiếp trên Windows thì không có cần USB hết nha các bạn. Cái tool WinRAR này hiện tại nó khá là hay ha. What? Rồi on down. Vậy thôi. Chờ cái máy nó khởi động lên. Rồi các bạn kiểm tra lại coi thử nó giao Red thành công chưa. Rồi mình mở tool mình bypass hello cho nó thôi. Hiện tại cái cách này thì các bạn làm từ iPhone 5 SE tới iPhone X được luôn nha các bạn. Trên iOS 15 á là được ha. Mời đẹp. Rồi giao Red thành công nè. Tool báo ok nè. Các bạn thấy không, dung lượng nó tổn hao hết 10GB ha. Giờ tiến hành mình bypass hello one lit cho nó. Các bạn trở lại cái tool miễn phí này ha. Các bạn mở lên. Tool này hiện tại admin bổ sung những cái tính năng khá là hay các bạn. Số series thì các bạn chưa đăng ký, các bạn lít vô cái chữ màu đỏ nè là nó sẽ điều hướng mình tới một cái trang đăng ký miễn phí nha. Các bạn copy cái số ASIC á trên cái máy của mình á. Rồi các bạn dán vô rồi bấm ghi ti là xong. Đăng ký khá là nhanh ha. Khi đăng ký xong thì cái tool nó chưa có nhận thì các bạn rút cái máy ra ghi lại, không có còn tắt tool mở lại cho nó rườm rà nha. Rồi các bạn đợi cái tool nó nhận cái máy nè để đăng ký. Rồi các bạn chọn cái mục option. Mấy cái mục nào các bạn làm mục nào thì chọn mục đó. Hôm nay mình để cái mục cuối cùng rồi các bạn. Admin mới thêm vô cái tool nè là bypass nè. Rồi các bạn chọn bấm style. Rồi nó kêu là mình bypass iCloud á. Các bạn cứ click vô cho nó bypass thôi. Hiện tại cái tool này là chạy cũng khá là mượt nha các bạn. Trên Windows ha, trên macOS cũng có. Hôm nào mình có thời gian mình chia sẻ với các bạn chuyên xài macOS sau nha. Trời ơi. Rồi bypass thành công rồi các bạn. Quá là lẹ luôn. Rồi mình đợi cái máy khởi động lên. Rồi vô trong luôn anh em ơi, ngon lành nè. Bấm một phát là nó vô trong liền. Ảo chóa sao chóa. Rồi để mình kiểm tra coi thử số email, số series nó còn các bạn ha. Vô phần giới thiệu. Rồi ok, ngon lành luôn các bạn ơi. Số series nè, số email, backband đầy đủ luôn. Nhưng mà ví dụ như là các bạn xài mà hết pin hay là tắt máy khởi động lại thì nó sẽ như thế nào á, thì mình chia sẻ với các bạn luôn cho nó nhanh ha. Giờ mình khởi động lại iPhone coi thử nó có văn active không hay là nó vô trong luôn. Hên hên nó vô trong á là lụm lố luôn nha anh em. Amazing, good job em. Wow, mình hello các bạn ơi. Có nghĩa là các bạn xài hết pin hoặc là tắt máy khởi động lại á là nó sẽ nhảy về màn hình khóa kích hoạt lại nha. Bây giờ mình làm như thế nào thì cũng khá là đơn giản. Các bạn mở tool, các bạn giao Red lại là xong. Giao Red nha các bạn, chứ không phải là mình chạy lại cái tool bypass ha. Mình nói khá là kỹ mà nhiều anh em thấy dễ làm dễ quá, tua qua cái coi không hiểu gì hết, cái nhắn tin hỏi tùm lum tùm la. Cái nào các bạn đáng hỏi thì hỏi giùm mình ha. Nhiều lúc mình không trả lời hết được những cái tin nhắn anh em gửi nha. Rồi tiếp tục trở lại cái tool WinRAR nè. Các bạn làm cái bước số 2 thôi. Các bạn nghe mình nói là mình chỉ làm bước số 2 nha, không có tạo ô ảo nè. Chọn cái ô root full, mấy cái ô kia không có đụng đến, kệ nó. Rồi tiếp tục đưa máy vô chế độ recovery. Rồi depo. Mình làm bước số 2, khi nào các bạn hết pin á hoặc là cài những cái ứng dụng cheat hay Jared gì đó, các bạn đụng chương trình nó bị tắt máy khởi động lại thì nó mất bypass á, thì các bạn cứ làm cái bước số 2 Jared cho mình. Là các bạn xài phà luôn ha. Khi nào cái vụ mà bypass hello full sim á fix xong á, các bạn muốn làm thì các bạn chạy restore cái máy về màn hình hello một mình bypass thôi. Chứ nhiều lúc các bạn đổi số series mà các bạn sau này muốn bypass full sim thì mình phải đổi ngược lại về số series gốc mình mới làm được ha. Oh my God. Video này lên chủ yếu mình làm cho các bạn không có cáp DC đi. Nhiều lúc các bạn làm có một hai con máy mà đi mua cáp hoặc là có nhiều vùng các bạn không có thợ thầy đầy đủ đồ á, cũng gửi tới gửi luôn cái máy thì cũng phiền cho các bạn ha. Mình chia sẻ cho anh em làm chữa cháy nha. Rồi lên lại bình thường nè các bạn. Đó vậy thôi, ngon lành. Rồi các bạn nhập ID Apple gì đó, tải app ha. Các
Các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like đăng ký kênh chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.